Chào mừng kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đoàn Thanh niên xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo đã tổ chức giải bóng đá cho thanh thiếu niên trên địa bàn xã. Tham gia giải đấu có 8 đội đến từ 8 thôn dân cư trên địa bàn xã. Giải bóng đá thanh niên của đoàn xã là dịp để đoàn viên thanh niên giao lưu, chia sẻ, tạo sự đoàn kết của tuổi trẻ xã nhà, đồng thời giáo dục đoàn viên thanh thiếu nhi về tình yêu quê hương đất nước. Thông qua giải, giúp các đoàn viên phát huy tiềm năng trí tuệ của mình, giáo dục tính tự giác tự quản từ đó đẩy mạnh việc học tập và rèn luyện thể chất nâng cao sức khỏe